Em xin kính chào cô chú anh chị cùng toàn thể các bác yêu hoa lan ạ. Nay em có những cái giò lan đẹp để mà mọi người sưu tầm, mong rằng được sự ủng hộ của toàn bộ cô chú anh chị và các bác. Mọi người xem video thì cho em xin một nút like và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé các bác. Giò đầu tiên em lên cho mọi người, đây là một giò hoàng thảo lụa vàng toàn nụ đây các bác này, lụa vàng đang rất là sai nụ nha các bác nhá. Sai nụ đây ạ, toàn thân hoa. Lụa vàng hình số 33. Hình số 33 250.000. Đang rất là nhiều nụ nha các bác nhá, rất là nhiều nụ. Toàn thân cho hoa rồi các bác. Đấy. Mọi người về là có hoa chơi đấy các bác ạ. Hoàng thảo lụa vàng hình số 33 250.000. Hình số 33 250.000. Đang dí dít tất nụ đây các bác nhá. Tiếp tục là hình số 18. Hình số 18 200.000. Một giò mạc xuân. Mạc xuân đang nụ nhé các bác nhé, đang nụ. Và cái dòng này thì chơi hoa Tết các bạn, chơi hoa Tết. Đây, đang có nụ rồi nhé mọi người nhé. Mạc xuân hình số 18. Hình số 18 200.000. Hình số 18 200.000. Hoa thơm hoa bền nhé mọi người nhé. Đấy, cái dòng chơi Tết các bạn. Hình số 18 200.000. Tiếp tục hài đỏ hình số 4 280.000, hài đỏ. Đấy, bông thì to đẹp nha các bác nha. Đang có mèo nụ đây, tím ngắt, tím lịm đây nha mọi người. Hình số 4 hài đỏ 280.000. Bản lá to rất là đẹp nha các bác nha. Vân lá rất là hay đẹp. Hình số 4 280.000 hài đỏ đang nụ ạ. Hình số 6 cọp đỏ 180.000. Hai cành nụ nha các bác, hai cành nụ rất là đẹp đây này các bác này. Địa lan cọp đỏ nha mọi người, hoa chơi bền thôi rồi cho em nhé các bác. Bông thì đang lớn đây các bác. Hình số 6 180.000. Địa lan cọp đỏ hình số 6 180.000. Hình số 5 180.000. Đây cái mặt bông của nó đây này các bác này, mặt bông và cành hoa rất là dài đẹp nha các bác nha. Đấy. Bông rất là đặc sắc, chơi hoa thì cực kỳ bền nhé mọi người. Giò này thì ba cành nụ nhé các bác nhé, ba cành nụ. Đấy, một cành dài thì đã nở 1-2 bông rồi đây các bác này. Hình số 5 180.000. Hình số 5 180.000, còn hai cành nữa rất là đẹp đây các bác này. Địa lan cọp đỏ hình số 5 180.000. Tiếp tục hình số 25 180.000. Vũ nữ ngàn sao nha các bác nha. Đấy, chơi hoa quanh năm. Hình số 25 180.000. Rất là sai hoa, dày hoa nhé mọi người nha. Hình số 25 180.000. Hình số 10 hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh. Một đặc sản lan rừng chơi hoa Tết nhé các bác nhé. Hoa chuẩn Tết Lai Châu ấy. Đấy, hình số 10 280.000. Toàn thân hoa thôi nhé mọi người nhé. Tất thân cho hoa. Và mầm gốc thì rất là đẹp rồi. Mọi người chơi hoa xong thì cây sẽ đi dễ và thuần cây nhé các bác nhé. Hình số 10 280.000. Thân rất là dài đẹp và mập nhé các bác. Mầm tơ mầm gốc rất là khỏe rồi ạ. Hình số 10 280.000. Hình số 9 280.000. Hoàng thảo u lồi hình số 9 280.000. Đấy, rất là toàn thân hoa đây, mập nha các bác nha. Rất là mập đây các bác ạ. Hình số 9 280.000. Đấy, mọi người về chơi hoa Tết và dòng này đặc biệt là nó chuẩn hoa và không trốn hoa, sai hoa nhé mọi người nhé. Mọi người chơi hoa xong thì cây mầm gốc sẽ đi dễ và phát triển nhé các bác. Đây là hình số 9 280.000. Hoàng thảo u lồi. Hoàng thảo kèn Lai Châu. Đấy, trong các đâu thì cũng có kèn, nhưng mà kèn của Lai Châu thì nó đã được khẳng định được độ đẹp và thương hiệu rồi nhé mọi người. Đấy, một thân kèn rất là đẹp. Thân này rơi vào ngoài 20 cm, đang mập thân nhé các bác nhé. Hình số 40 160.000. Hoàng thảo kèn Lai Châu, hình số 40 160.000.
Tiếp tục hoàng thảo thập hoa. Hoàng thảo thập hoa thuần trên khúc gỗ nha các bác nha. Đấy. Hình số 20 180.000. Hoàng thảo thập hoa hình số 20 180.000. Hình số 21, hình số 21 180.000. Đấy, thân tơ rất là đẹp các bác ạ. Rất là dày thân tơ và đẹp nhé các bác. Hình số 21 180.000 nguyên một rể, cây thuần lâu rồi nhé mọi người nhé. Hoàng thảo thập hoa hình số 21 180.000. Tiếp tục dáng hương đuôi cáo. Cáo Lai Châu nhé mọi người. Cáo Lai Châu cây to cây đẹp này các bác này. Đấy. Cây ba cây đều nhau và rất là đẹp nhé mọi người nhé. Ba cây thẳng cây mập. Lá xếp đẹp. Hình số, xin lỗi mọi người, đây là hình hình số 42. Hình số 42 330.000. Hình số 42 330.000. Cây to lắm các bác nhé. To và lá xếp đẹp này. Cây nào cũng đều nhau, đều rơi 1, 2, 3, 4, 5. 5 cặp lá nha mọi người nha. Đấy, 3 cây thẳng, mập, đều nhau, lá xếp đẹp. Cây thuần lâu. Hình số 40, hình số 42. Hình số 42, 330.000. Tiếp tục cáo Lai Châu hình số 43. Hình số 43, 330.000. Cũng ba thân cáo nha các bác nha, ba thân cáo. Đấy, thuần ở trên cái châu đất nung rất là xịn sò đây rồi nha mọi người nha. Ba thân mập được thẳng đẹp nha các bác nha. Hình số 43, 330.000. Tiếp tục một giò Corat Koki hình số 11. Hình số 11, 230.000. Lá xếp rất là đẹp nha các bác nha. Đấy, Corat Koki hình số 11, 230.000. Cây thuần lâu rồi nhé mọi người nhá. Như cây lá xếp cái này 1 này, 2 3 4 5, 5 cặp lá nha các bác nhá. Hình số 11, 230.000. Hình số 12, 380.000. Corat Koki hình số 12, 380.000. Giò này hai thân rất là đều nhau nha các bác nha. Đều đẹp nha các bác ạ. Hình số 12, 380.000. Kiều Vuông Lai Châu hình số 24. Hình số 24, 280.000. Đấy, thuần gỗ này các bác này. Rất là đẹp này các bác. Hình số 24, 280.000. Tiếp tục Phượng Vĩ Lai Châu. Phượng Vĩ Lai Châu. Đấy, cây thì chịu nắng nóng, chịu khô hạn rất là tốt nha mọi người. Dễ thuần, dễ sống. Hình số 32. Hình số 32, 200.000. Đấy, toàn các thân rất là đều nhau nha mọi người. Rồi 15 thân một giò đấy các bạn. Hình số 32, 200.000. Sơn Thủy Tiên Lai Châu. Hình số 13, 200.000. Đấy, củ rất là to đẹp nha các bác nha. Thuần gỗ. Rễ rất là đẹp. Toàn thân tơ các bạn. Hình số 13 Sơn Thủy Tiên 200.000. Hình số 14, 420.000. Rễ to vật va, củ to vật va nha mọi người, hàng tuyển chọn ạ. Hàng tuyển chọn nha mọi người. Củ đây này các bác này, phê chưa? To vật vã luôn nhé mọi người nhé. Hình số 14, 420.000. Sơn Thủy Tiên Lai Châu. Thuần cái trụ dớn tròn đây này các bác này. Hình số 14, 420.000. Hình số 15. Hình số 15 Sơn Thủy Tiên. Một giò đi hội nha các bác nha, một giò tác phẩm ạ. Rất là đẹp các bạn. Ghép tròn quanh và củ cũng là củ to, củ đẹp, dày thân tơ. Hình số 15 600.000, hình số 15 Sơn Thủy Tiên Lai Châu 600.000. Đấy, ghép thế này thì khi ra hoa nó sẽ là
tỏa đều ra bốn phía vòng quanh nên rất là đẹp nha các bác nha. Hình số 15 600.000. Tiếp tục hình số 31, 330.000. Đùi gà tròn Lai Châu nhé mọi người. Đùi gà tròn Lai Châu. Đây mọi người, nhìn cái thân tư cho em ạ, cái mầm gốc này các bác. Trời ạ, nó dày di dít luôn. Để như gà nhé mọi người nhá. Ngoài 20 cái mầm gốc các bạn, ngoài 20 cái mầm gốc. Rất là phê. Đấy. Bộ rễ này, thần hoa đây này các bác nhá. Hình số 31, 330.000. Tiếp tục hình số 35, Đai Châu rừng. Đai Châu rừng đang nụ nhé các bác nhá. Đang có hai cành bông, hai cành nụ đây này mọi người này. Đấy. Đai Châu rừng, hoa chơi Tết. Giò này 2, 4, 6, 8 thân Đai Châu nhé các bác nhé. 8 thân Đai Châu, Đai Châu rừng các bạn. Hình số 35, 600.000. Thuần ở trên cái trụ gỗ tròn đây nè các bác này. Hình số 35, 600.000. Đai Châu, hai cành nụ nhé các bác nhé. Tiếp tục hình số 28, 250.000. Trầm rồng đỏ nhé các bác nhé. Trầm rồng đỏ, 2, 4, 6, 7 thân hoa, 7 thân hoa. Hoa thì thơm mùi hương trầm và nở đúng Tết nha các bác nha. Hình số 28, 250.000. Trầm rồng đỏ, mỗi thân nó dài đều rơi vào ngoài 40cm, gần 50cm đều nhau này các bác này. Đấy. Thân nào cũng đều nhau, 7 thân hoa nha các bác nha. Hình số 28, 250.000. Trầm rồng đỏ. Tiếp tục hình số 2, kiều tím. Kiều tím cây thuần lâu rồi nha các bác nha. Và rất là dày thân tư này các bác này. Thân tư đấy, rất là mập đẹp, thân cho hoa. Kiều tím hình số 2, 380.000. Hình số 2, 380.000. Rất là dày thân nhé các bác, thân tư mập đẹp. Hình số 2, 380.000. Kiều tím hình số 3, 380.000. Măng tư này phê chưa các bác này. Rất là dày nha các bác nha. Hình số 3, 380.000. Kiều tím, một cái mặt bông rất là đẳng cấp và được rất nhiều người các bác yêu thích nha các bác nha. Đấy, mầm gốc thì vẫn đang lên liên tục đây này các bác. Đấy, vẫn nhú mầm gốc tiếp tục nha các bác. Hình số 3, 380.000. Hình số 34, 250.000. Hoàng thảo xoắn nha các bác, nó là hoàng thảo xoắn. Thuần trên cái đĩa dớn cây rất là đẹp nha các bác nha. Đấy, mầm tơ này. Thân gốc rất là phê này các bác. Hoàng thảo xoắn hình số 34, 250.000. Thuần trên cái đĩa dớn nha các bác nha. Tiếp tục hình số 30, 380.000. Kiều dệt nha các bác nha, kiều dệt. Đấy, một trong những cái dòng kiều rất là đắt đỏ. Đấy, mọi người. Thân gốc này rất là dày thân gốc nha mọi người. Cây thuần các bác ạ. Kiều dệt. Kiều dệt hình số 30, 380.000. Hình số 30, 380.000. Hình số 29, hoàng phi hạc 220.000. Hình số 29, 220.000. Thân rất là to, mập và bộ rễ rất là đẹp nha các bác nha. Đấy, thuần trên khúc gỗ đấy. Hình số 29, 220.000. Tiếp tục kiều vàng Lai Châu. Hình số 16, 250.000. Một giò rất là dày thân nhé mọi người. Dày thân, thân tơ rất là dày đẹp. Cây thì thuần lâu rồi. Hình số 16, 250.000. Rất là dày thân các bạn. Hình số 16, kiều vàng 250.000. Hình số 17, 280.000. Kiều vàng, giò rất là đẹp các bạn. Thuần ở trên cái đĩa giới. Hình số 17, 280.000. Quá đẹp luôn, cái giò kiều vàng nhé mọi người nhé.
hoàng thảo chuỗi ngọc, hoàng thảo chuỗi ngọc, hoa nở Tết nhé các bác nhé, hoa Tết cho em. Và cái thân lá của nó rất là đặc độc đáo, rất là đặc sắc độc đáo nhé mọi người, như cái chuỗi hạt ngọc rất là đẹp các bác. Đây là hình số 39, hình số 39, 280.000, một dề to nhé các bác, nguyên một dề, nguyên một dề, to đẹp, hoàng thảo chuỗi ngọc nở Tết ạ. Hình số 39, 280.000. Phi điệp tím hình số 8, hình số 8, 250.000, phi điệp tím. Thân hoa này các bác này, thân hoa dài hàng mét nhé các bác nhé. Đấy. Bốn thân hoa nhé các bác nhé. Bốn thân hoa dài hàng mét đây các bác. Hai thân rất là đẹp, mập đẹp. Phi điệp tím. Hình số 8, 250.000. Hình số 8, 250.000. Tiếp tục đùi gà dẹt Lai Châu, hình số 23. Hình số 23, 220.000. Đùi gà dẹt Lai Châu. Đấy, cây thuần và rất là dày thân lá, thân hoa đây nha các bác nhá. Hình số 23, 220.000. Đùi gà dẹt Lai Châu. Tiếp tục là hình số 37. Hình số 37 đuôi chồn 200.000. Hình số 37, 200.000. Thuần ở trên khúc gỗ nha các bác nhá. 2 này, 4, 6 thân chồn nha các bác nhá. 6 thân đuôi chồn. Hình số 37, 200.000. Đuôi chồn Lai Châu ghép lũa, hình số 38. Hình số 38, 400.000. Đấy, cây to, cây đẹp nha các bác nhá. Cây to, cây đẹp, ghép lũa. Hình số 38, 400.000. À, ghép coco lúa này các bạn này. Chơi lan mãi mãi nha mọi người. À, rất là chắc chắn, chắc đẹp. 2, 4, 6, 8, 9 thân chồn nha các bạn nha. 9 chân đuôi chồn. Hình số 38, 400.000. Tiếp tục duy nhất, độc nhất ngày hôm nay và giò lan VIP nhất nha các bác nha. Nó là sơn thủy tiên họng đen các bác ạ. Sơn thủy tiên họng đen. Hình số 19, hình số 19, 1.600.000. Đấy, sơn thủy tiên họng đen, một giò quá đẹp luôn mọi người ạ. Đấy, giò lan này chắc là tiền giống cũng mất tần đấy rồi mà không có để mua đâu nha các bác nha. Sơn thủy tiên họng đen, hình số 19, hình số 19, 1.600.000. Giò lan VIP nhất ngày hôm nay nhé mọi người nhé. Và rất là quý hiếm các bạn, rất là quý hiếm. Bây giờ muốn mua giống cũng không có nha các bác nhé. Cũng không có. Rất là đặc biệt, rất là quý hiếm, rất là đẹp. Cây thì thuần lâu rồi mọi người ạ. Giờ mà có bác nào hỏi được giống thì cũng mất tần đấy tiền để mua một cái giò như thế này thôi nha các bác nhé. Hình số 19, hình số 19, 1.600.000. Sơn thủy tiên họng đen, rất là quý hiếm nha các bác nha. Dạ rồi, video ngày hôm nay thì em xin kết thúc video tại đây. Và chúc cho mọi người xem video vui vẻ nhé mọi người ạ. Em xin cảm ơn ạ.